Phunro TV xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 7 tháng 10 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn và gia đình ngày mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu trong nước hôm nay duy trì đã tăng tốt, với giá hồ tiêu xuất khẩu đã tăng 100 USD trên 1 tấn. Theo ghi nhận trong 7 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Mỹ, với thị phần chiếm tới 65,4% tổng khối lượng hạt tiêu nhập khẩu của nước này, đạt 36.132 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 7, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ Việt Nam tăng 30,4% so với tháng 6 và tăng 55,3% so với cùng kỳ, đạt mức sản lượng là 7.446 tấn. Với thị trường hồ tiêu trong nước, hiện nay các đơn vị đang mua bù vào kho dự trữ nhưng khá dè dặt, một phần vì nghe ngóng tình hình, phần nữa để tránh bị đẩy giá cao thêm. Theo ghi nhận của chúng tôi, vào ngày 6 tháng 10, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia, Brazil và Việt Nam đều ghi nhận mức tăng tốt. Cụ thể thì giá tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia đều tăng 0,11%. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil ghi nhận mức tăng là 2,44%, tăng 100 USD trên tấn. Giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít và 550g trên lít của Việt Nam tăng 100 USD trên tấn, với mức tăng là 2,33% và 2,28%. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng là 100 USD trên tấn, với mức tăng là 1,59%. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá tiêu đen xuất khẩu có mức giá là 97-99.000 đồng 1 kg. Đối với giá tiêu trắng của Việt Nam xuất khẩu, hiện nay có mức giá là 6.290 USD trên tấn, và nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, tương đương với mức giá là 142.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, với việc giá hồ tiêu xuất khẩu tăng, giúp giá hồ tiêu đen trong nước tiếp đà tăng nhẹ thêm 500 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận sáng nay, giá hồ tiêu được thu mua trong khoảng từ 81.000 đến 85.000 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức là 82.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Nai cũng ghi nhận tăng thêm 500 đồng và thu mua ở mức là 81.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu được thu mua cao nhất là 85.000 đồng 1 kg, tăng thêm 500 đồng so với phiên giao dịch trước. Giá hồ tiêu tại tỉnh Bình Phước ghi nhận ở mức là 83.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, dù các đại lý đang thu mua tiêu với giá cao, song giao dịch trong dân không nhiều, nông dân vừa mừng vừa tiếc bởi trong cảnh vườn không nhà trống. Tiêu cũ đã bán hết, tiêu mới thì chưa trổ bông. Mặt khác, để bù vào lượng tiêu thiếu hụt trong sản xuất khi năng suất tiếp tục giảm, các công ty tăng cường nhập khẩu tiêu từ nước ngoài. Tuy nhiên thì do tình hình dịch bệnh COVID-19 và giá cước tàu biển cao, nguồn cung các nước cũng hạn chế, nên 8 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 19.272 tấn, trong đó tiêu đen là 14.159 tấn, tiêu trắng nhập khẩu là 5.113 tấn. So với cùng kỳ năm 2020, lượng tiêu nhập khẩu đã giảm đi 0,3%. Với tình hình trên, giá hồ tiêu đang dần tốt lên và khả năng đến cuối năm, giá sẽ đạt từ 90 đến 100.000 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu ngày 7 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.